Chương 89.1, đế quốc xác sống. Cô chọn một cái hẻm nhỏ, nơi này có hai xác sống đang lượn lờ. Đặt bạch hồ vào ba lô trên lưng, cô đứng ở trong ngõ hẻm, sử dụng dị năng của mình. Cô không có việc gì liền dùng dị năng tập biến ra các bông hoa. Bây giờ, một lần cô chỉ có thể biến ra được ba bông hoa. Khi bông hoa nhỏ màu đen nở rộ ở trên đầu ngón tay của cô, hai xác sống như người được cái gì đó, xoay người nhìn về phía thời sinh. Nhưng bây giờ, biểu hiện của chúng nó rất khác so với biểu hiện hưng phấn khi nhìn thấy con người. Lúc này chúng có chút nghỉ ải, lại có chút mê man. Thời sen thử đi về phía trước mặt mấy bước. Hai xác sống không có bất cứ một chút động tĩnh gì. Vẫn duy trì nguyên dạng đứng ở nơi đó như trước. Mãi cho đến lúc thời sinh tới gần chúng chỉ còn cách 2 mét. Chúng vẫn cứ không có bất cứ một chút động tĩnh gì. Ta ngất, dị năng này thật kinh khủng nha, hai xác sống bỗng nhiên di chuyển, nghe nhanh múa vuốt nhào về phía thời sinh. Thời sinh cả kinh, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó, dị năng đã bị dùng hết rồi. Dư lương cho rằng thiếu nữ kia sẽ không quay trở về nữa, ai ngờ không bao lâu sau. Hắn liền thấy thiếu nữ đó từ góc đường chạy tới như một trận gió. Dẫm lên chiếc xe dưới lầu, rất lưu loát leo lên sân thượng. Anh ở chỗ này làm cái gì? Thấy dư lương, thời sinh liền nhíu mày. Tôi, tôi gác đêm, Sân thượng lạc của tôi, đừng có mà tới gần chỗ này. Thời kỳ mạt thế, đáng sợ nhất là gì? Chính là lòng người. Cô cũng không có tâm tình đi ứng phó với những người này. Giết người ở mạt thế không coi là phạm pháp. Nếu như những người này tiếp xúc quá gần với cô, không chừng lúc nào đó sẽ báo đáp cô luôn đấy. Sau khi dư lương rời đi, thời sinh liền ôm mèo nằm thẳng lên trên ghế dựa, từ từ chờ dị năng khôi phục lại. Dị năng này có thể làm cho xác sống ủy oải thậm chí còn lơ cô đi. Ở thời kỳ mạt thế, dị năng này mới là cái cần thiết để giết người cướp của. Mấy người cứu thử suy nghĩ một chút, một đại quân có hơn 10 vạn xác sống. Vậy mà ngươi có thể tự do đi lại ở bên trong, trang diễn này vô cùng phong cách còn gì. Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích động. Chỉ là khoảng cách và phạm vi hoạt động sau này còn phải thử nghiệm thêm mới biết được. Thời sinh thở dài, dựa vào việc cô là nữ chính bị đoạt mất bàn tay vàng, nếu muốn vùng dậy thì cũng khó đây hôm sau đám người dư lương đang thảo luận xem nên đi hướng nào còn thời sinh vẫn nằm trên cái ghế ở ngoài ban công như trước dáng vẻ nhàn nhã lười biếng làm cho dư tĩnh dẫn đến nghiến răng bọn tôi đang muốn thu thập một chút vật tư sau đó ra khỏi thành phố này cô có đi cùng không dư lương từ trong nhà đi ra thái độ rất tốt hỏi cô không đi không biết tốt xấu giọng nói châm chọc của dư tĩnh từ phía sau truyền đến Thời sen nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh. Tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa, không muốn sớm như vậy liền biến thành xác sống. Cũng chỉ biết hét tròi tai để dẫn xác sống tới, đi cùng với bọn họ làm cái gì? Đem thức ăn mang đến miệng cho lũ xác sống kia sao? Những lời này của mày là có ý gì? Dư tĩnh lớn tiếng kêu lên. Bọn tao cho mày đi theo là vì thấy mày đáng thương. Mày nghĩ rằng bọn tao muốn cho mày đi theo lắm chắc? Cô kêu lên ở đây chúng nó sẽ tới đấy. Thời sinh có chút hả hê chỉ chỉ phía dưới, cô cứ như vậy là muốn hợp làm một thể với xác sống sao? Sớm biết như vậy tôi đã không cứu cô. Mày." Dư Tĩnh chỉ vào thời sinh, ngón tay run run, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mập mạp cùng hai cô gái khác cũng đi ra. Nghe thấy âm thanh ồ ồ càng ngày càng lớn ở phía dưới, sắc mặt của hai cô gái đều trở nên trắng bệch. "Anh Dư, đi nhanh thôi, chốc nữa nơi này bị bao vây thì lại không đi được." mập mạp đi ra nhắc nhở dư lương dư lương bất đắc dĩ lắc đầu lôi kéo dư tĩnh rời đi thời sinh từ trên ban công nhìn bọn họ biến mất ở góc đường meo bạch hổ cọ cọ vào cánh tay của thời sinh